Thì với map này mình nghĩ là cũng khá là khó chịu, bởi vì nó cũng chỉ có một đường để đi điểm chính. Cả hai team đang tiến đến khu vực giữa map để có thể giành được vị trí chiếm lấy Remaker sớm nhất. Team FOC là bị wipe. Và hội người già Việt Nam đang cố gắng kiểm soát lại map. Hiện tại chưa ai pop được shield của Remaker hết. Và team FOC lại bị wipe out thêm một lần nữa. Hội người già Việt Nam đang tiến đất checkpoint số 1 và thành công. Thấy sợ. Mặc dù đã cố gắng khống chế với mấy cờ nhưng mà LC vẫn bị hạ gục một cái dữ dàng. Còn giờ Việt Nam đang cố gắng tiến tới checkpoint cuối cùng. Và chiến thắng đầu tiên thuộc về Hội Người Già Việt Nam. Sợ nha, mới vừa ngủ dậy cũng không có thấy. Không có gì để nói nhiều. Hy vọng là trận tiếp theo mình có thể làm tốt hơn. Tức là mình cũng phải kiểu nói về cách mọi người sử dụng special ở những cái vị trí khác nhau, bởi vì cái map Army Room này thì nó kiểu phẳng quá và nó cũng có một cái checkpoint rất là dễ, kiểu rất là dễ cho team tấn công kiểm soát, team phòng thủ á, tại vì nó cuối cùng nó cũng chỉ có một đường thôi, cho nên là với cái đội hình hồi nãy thì mình có thể dễ dàng kiểm soát với lại Buja Bomb và Tenta Missile á. Nhưng mà rồi, ok. Mốt đầu tiên của tụi mình sẽ là Blast Zone nha. Chọn Blast Zone. Rồi, all set. Rồi Sa Khoa, chọn Sa Khoa là Spectre. Mix là Spectre. Đúng rồi. Rồi Sa Chính Alpha xuống Alpha. Xuống Alpha. Xuống Alpha. Rồi mấy team còn, mấy người còn lại là Bravo. Ok, that's good. That's very nice. Trời ơi, giảm nghiệp dư mà toàn là
những con người chơi game vì nhiệt huyết đam mê thôi. Chứ trước giờ đâu có kinh nghiệm để mà tổ chức giải đâu. Thì ở Việt Nam thôi đó, thì nếu như mà so về cái độ trending thì hồi trước là Platoon 2 thì nó nổi hơn. Tại vì lúc đó Platoon 2 nó cũng vừa mới ra, lúc mà máy Switch cũng mới ra luôn á. Bởi vậy lúc đó là Platoon 2 cũng khá là nổi Việt Nam. Còn giờ qua Platoon 3 thì Platoon 3 thì ở bên nước ngoài thì nó bán cái này, nhưng mà ở Việt Nam thì nó hơi lép chút. Okay. Hiện tại mới vô là có vẻ team C chính là đang dẫn điểm thì phải. Alia là một sân dương à nhỉ. Team về mình cảm thấy là được rồi. Yeah. Team GL bây giờ đang lập được tình thế. Nhưng mà nếu như mà một member tốt giúp đỡ cho team rất là nhiều, nó còn là cái chỗ mà super zoom cho mọi người bay tới an toàn nữa. Nhiều lần mà khu chơi mà giống như đang rơi tự do mà cũng bị sniper giết chết. Cái đam có vẻ như là team xe chính đang áp đảo về thế trận. Không cho team gà là đi ra. Trận đấu đã kết thúc. Đối với Blastzone thì Blastzone chỉ cần bị mất cái center rồi sau đó bị đối thủ dồn về nhà của mình khó, thì mình khó bật lại được lắm. Ok, bây giờ Phu sẽ tích cấp tên một cái mod tiếp theo nha. Lên mất cái cơ sở bụng clamp clip. Ok, đối với cái mod clamp clip này là sẽ cần rất là nhiều teamwork. Looking good. Với ở cái clamp clip này thì giải của mình thống nhất là sẽ tăng cái vũ khí nào mà có special kraken. Vì hiện tại thì kraken mới ra đó là không có cách nào để mà counter được với việc kraken nó cầm trái băng luôn. Lúc mà biến hình nó vẫn cầm trái băng, biến mất thì nó vẫn giữ trái băng nó ném, cho nên hiện tại là nó đang khá là broken. Tạo cái khí đó. Yeah, ok. Biết khi involve không? Ừ, sao? Cái involve á. Involve là cái gì ta? À, cái tường bằng mực ấy. À, biết. Chưa, cái đó chẳng được
Kraken thôi à? Thì cho dù chặn Kraken nó cũng lẻn qua một bên này, nó cũng đi được à? À không, 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 không đi qua được. Không, nó lẻn qua một bên đi đó. À đi cái đi, cái thì qua nó đó. Cái Ingua nó cũng chặn mà nó cũng đâu có chặn nhiều đâu. Ừ. Ê. Tại vì đối với mấy cái special khác á, thì khi mà làm cái special rồi có trái băng thì thông thường là trái băng nó sẽ rớt ra. Còn đằng này cái con Raken á, nó không có rớt băng ra, cho nên khi một khi biến á, nó chỉ cần tìm đường nó tới cái rổ thôi, bắn nó không chết. BRC DLC Duplic. Dạ dạ dạ. Cái Kraken có hay gọi là DLC mới ra. Hiện tại đêm team sơ chiến đã có một quả bóng để có thể đem tới rổ được không? Có thể là ghê ghê ghê. Bắt team gà vai móc lớp cũng khá là tốt. Có rồi, gà vai đang dẫn điểm khá hay. Nhưng mà giờ cũng được 50%, gần 50% điểm. Ủa, 50% điểm. Vậy là bây giờ nhiệm vụ còn lại là coi xe chính có có cái defense của mình hay sao. Để có một cờ, một chiến chiến đang cố gắng được mất lắm. Ô, hình như trái băng. Sợi chiến nó ngỏ này. Sợi chiến đang làm ngỏ ngó sân vườn của đối thủ. Lên, dưới kia đi. Trời lần phù chơi rồi, phù chơi game phù sợ mấy đứa cơ tờ đó. Anh nhập cho nó kiếp. À, mất luôn cái bóng rồi. Ô, xoay chứng đã dẫn. Bây giờ tỷ số 47-30. Có một tên, có một tên bên gà bị disconnect. Trời ơi, học tên gà quá. Theo như hệ lệ á, thì nếu như mà sau một phút mà có người bị disconnect á, thì cái tên đó sẽ phải chịu. Nhưng mà giả dụ như là nếu như mà team C9 chấp nhận đấu lại thì có thể sẽ tổ chức đấu lại được. Tức là Sapphire không thấy là tức là Sapphire có thấy là người bị disconnect là disconnect lúc phút thứ mấy không? Khi mà trận đấu mà diễn ra như thế này thì 4 vs 3 là rất là khó. Để thu hồi.
Để Thu học với lại ban tổ chức coi 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 lại coi lúc mà bị diss là diss clip nào ta. Hay coi lại clip coi lại replay phải phát ra. Thì mình tìm biết thu bên kia mà nó còn quá chút. Không, nếu như mà sơ chiến chịu á, thì mình đấu lại thôi, đấu lại cái trận này chứ không có cho hòa. Vậy là có thông tin từ bên cái đội bên C9 là C9 sẽ không đấu lại. Cho nên trận này là C9 thắng và đang dẫn trước 2-0. Ok. Mắt 3 mặt biển trục qua. À chờ xíu. Có tim gà chưa có Ủa mic vô stack tay lại không mic. Hello.
cái kia để đang khi nick nick đi đâu mất tiêu rồi các mấy tiết toilet. Ủa à rồi rồi ok, dáng thứ ba là mặc định là tóc hoa linh hồn của Platoon. Hy vọng lần này sẽ có một tia hy vọng cho team gà lơ được rồi đó. Yes. Ừ. Thật sự mà nói thì cái game Platoon 3 lần này á, là cái số lần mà disconnect so với Platoon 2 á, là nó khá là nhiều. Khi mà vừa mới phát hành game là lỗi communication error disconnect server này kia lum la chưa. Cái kia thì là số lần người chơi ít nên dẫn đến là nhiều người disconnect nhiều hơn. Chứ theo điều như vậy nó là khó lắm. Tại vì trước là server của Nintendo đã bị hack bởi cái đường link, giờ thì Discord lại có khả năng đưa đường link. Cái này là có từ hồi Platoon 2. Mắt coi thử là tình hình ra sao rồi. Sao qua mở mắt ra coi một chuyện chuyện đấu rồi. Không, hiện tại là bên số 9 đang dẫn đưa hơn chút. Thì bên số 9 có tôi cũng đầy đầy thôi. Đối với cái map này thì nó gần như là một đường thẳng, cho nên team nào mà phòng ngữ tốt ở giữa là team đó thật. Tôi không có thể nhận từng đường thẳng thì chiến lược nó đơn giản thăng qua mất lắm. Các cái map lòng vòng trước thì nó sẽ có chiến thuật hơn something. Không phải đã là team sẽ chính đang giữ center tốt. Yeah.
về. Để con làm về cuối sẽ ra sao. Vậy là gà hắn. Gà hắn cấp quá. Thì đúng rồi, tiếp tục mình sẽ sang trận thứ tư. Và trận thứ tư là cũng sẽ bóp hâm lại. Lúc nãy là Clamplit, Lasson. Vậy thì bây giờ chỉ còn lại hai mod là Tower, Control với lại Remaker. Hy vọng là hai đội sẽ tiếp tục cho chúng ta coi những trận đấu gây cứng, hấp dẫn. Rainmaker. Trời ơi, tập trung bạn ơi, Rainmaker kìa. Chơi đúng chưa? Đúng hết rồi phải không? Đối với cái mod Remaker thì sẽ rất là quan trọng để quyết định ai là người sẽ cầm cá, ai là người sẽ mở đường. Cái cũng quan trọng vũ khí của hai đội. Tại vì tùy theo cái vũ khí mà có thể phá được con cá dễ hay khó. Ví dụ như là hồi trước là con chơi Remaker mà có một lần tìm địch phá vỡ cá trước tiền phù mà sợ tiền phù chết hết. Chết hết cả bốn đứa ngay lúc mà con cá nó nổ. Ok. Một đứa hoặc hai đứa. Mới vô cứ coi trên này trước, coi cứ coi map trước thì sạch rồi. Chừng nào. Rồi. Hai team đều có một người đã chết. Tiêu bên team sơ chúng không lấy được cá. Có vẻ như là anh có rất là nhiều kinh nghiệm cầm cá trong mấy chục năm chinh chiến ngoài biển cả hay sông tinh. Rồi. Cái này ngoài vũ khí ra cũng có thể là bên xe chính có người mà có cái affinity mà đồ tốt hợp rất sức rồi. Nếu như mà có affinity đó thì phá cá nhanh lắm. Lớp khá tốt. Ừ.
vẫn là hy vọng thành khác. Vì đó có thể là về cái video rồi. Để coi sao. Cái cá này từ đâu vẫn còn thế đấy. Alia. Không được rồi. Tôi chính mở cá hoàng. À, xe chính hình như là lúc nãy có bên xe chính có người bị disconnect, nhưng mà bị disconnect sau một phút rồi nên anh sẽ không có tổ chức lại. Nhưng mà dù vậy thì vẫn chưa ai nói được gì. Xe chính đang lấy kinh nghiệm bù đắp với lại tiếng phục mình vẫn. Nhà có vẻ là người là không có giỏi trong cái việc móc lớp, không có người móc lớp gì. Lông gà nó tốt hơn không có lương. Gà thì chắc là điều tên sẽ tốt hơn. Bạn đó vẫn chưa ngã ngủ. Liệu không biết ai đợi tới đó vô trong hồ vượt tròn. Là hắn này. Có vẻ như đây là game mà chúng ta qua tới hiệp thứ 5. Ông trời đã cho team gà mất disconnect một lần. Bây giờ ông trời chuyển qua cho xe chính disconnect. Ông trời muốn cho chúng ta sang tới hiệp thứ 5 để mà coi những thêm những trận đấu đỉnh cao. Rồi, chờ Phu chút xíu nha. Để Phu sẽ hỏi team gà xem team gà có muốn cho xe chính lại một cơ hội không. Trời,
Team gà đã trả lời lại là sẽ không đấu lại, cho nên trận vừa rồi là team gà chiến thắng. Tỷ số là 2-2. Đúng rồi, trận cuối cùng Tower Control. Let's go. À đúng rồi, đúng rồi, lúc nãy xe chính bị diss. Ghê quá, ghê cấn quá. Vậy dáng cuối cùng sẽ như thế nào đây? Mình thấy không mất tình. Để coi sau một control thì sẽ nó sẽ có khá là lợi thế cho Snipper. Còn mấy trận vừa rồi Phu để ý thấy thì team gà hình như là không có ai mà bắn xa hơn cái cây Snipper của bên team C9. Cây slot platinum cũng xa nhưng mà rank thấp hơn. Ok, nhớ đi, đủ rồi. Về phải không? Gà cửa nhà, đi đi gà. Rồi. Có tương thay mà quay lại chơi đi ba. Quay lại chơi đi. Ủa? Mà sao về Mỹ mà để lại cái PlayStation 5 ở Việt Nam à? Không được về Mỹ luôn. PlayStation 5 Pro á. What the chưa đâu, chưa có nè. Cuối 2024. Ôi trời ơi, còn lâu lắm. Fury chỉ có chờ mở sweep đồ thôi để mà Fury được chơi Zelda phần 2 4K 60fps. Let's go. Chuẩn bị vô cho chân. Có ai chết chưa? Ai đã chết chưa? Chưa có ai chết hết. Tất cả mọi người vẫn còn đang thăm dò lẫn nhau. Đã có người chết. Team xây chiến bên kia chết 3 mạng. Giờ anh về phải cố gắng giữ. Ok,
bên xe chiến đang dần lấy lại cái chậm một chút xíu. Lúc nãy là vai là đã là có phản xạ là đưa ra cái y qua rồi, nhưng mà có vẻ như là phản xạ Snipper vẫn nhanh hơn. Hay là do cái Snipper nó xuyên qua cái y qua ta, không biết nữa, hoặc là cho vô đứt. Chết tịch sao à? Nipper bên xe chiến đang carry team rất là tốt. Tỷ số vẫn còn đang khá là xa xao, 5m57 đường C9. Trong cái game Platoon này thì Snapper là một trong những class mà được ghét nhiều nhất. À đúng rồi ha. Trong cái game Super, trong game Super thì Diamond lúc nào cũng đi. Đây nó là hacker trong class vậy. Đi xong lấy nó. Nhưng mà gà phải chăng thủ sơn lại cái map nếu như mà không muốn bị xây chính áp. Hiện tại thấy hai tiếng vẫn nhỉnh hơn về cái mặt sơn. Cái Sniper đó là có, nó có cái bom mìn đấy, cái vũ khí là mìn, cho nên hầu thường là Sniper nó sẽ có một cái mìn ở cái gần mà chỗ cam. Nếu như mà có một cái đứa nào nọ mà muốn ám sát á, nó trúng cái mìn là Sniper nghe tiếng Sniper biết liền quay lại. Và chúng ta cố gắng hết sức. Nghe chắc team xe chiến cũng có tập luyện để mà bảo vệ cho Sniper. Oh no. Wow. Trận đấu đã kết thúc. Là chiến thắng chung cuộc đã nghiêng về team số 9. Thiệt là một trận đấu mỹ mãn, chúng ta đã đi tới trận thứ 5 luôn và cuối cùng đã xác định được người chiến thắng. Chúc mừng team số 9 vô vòng tiếp theo. Còn team gà thì cũng đừng quên đi, team gà sẽ bước vô bản đấu phục. Mình sẽ đấu thêm một trận nữa
trận đó là diễn ra là giữa team BBBB và team C9. Tại vì cái trận này là cái người chiến thắng của cái game vừa rồi đó là sẽ đấu với BBBB. Xong rồi ngày mai á, là chủ nhật á, là mình sẽ đấu 3 trận kế tiếp để mà xác định người chiến thắng của Winner Bracket. Ok, mọi người đi ra đi nào. Ở trong ra rạch rương làm cái gì? Để Fury tổng hợp lại thông tin rồi cái đó rồi. Fury sẽ thông báo đến mọi người. Hiểu ý rồi. Bởi vậy cho nên mấy cái đứa streamer nó cũng hay có multi monitor đấy. Nhiều màn hình để mà tụi nó đổi qua đổi lại. Ờ. Đưa ra sử dụng nè. Vậy hả? Ghê vậy. Trời ơi. Đại vừa. Ba màn hình luôn. Hai màn hình hết hồn. Sử đưa có ba nhưng mà đưa ra sử dụng hai thôi. Ôi, đại gia rồi. Để thêm màn hình được mà. Đổi của điều đấy. Cái điều quá nhiều bị. Đi xanh chỉnh lại cái voi á, tại vì mỗi lần mà đi xanh nó là nó bị cô lắm. Cho account phụ của điều có role để nói chuyện đi. Bên đó thì có bị echo không? Không. Đâu, ok, vậy để phụ cho nó nói chuyện coi. Rồi, đi xanh thử nói bên cái ạc phụ coi sao. Okay, đi. PPPT. Phải đi promo dữ lắm đó. Promo rồi sau đó nó rời vẽ chân rồi lùm là. Ok. Nghe thấy chưa mọi người? Nghe đi xem nè. Nhưng mà nó có cái một cái tiếng của Dyson có một cái background noise.
Ok. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu bước vô game 3. Về cỡ dòng đấu này thì team PPPP PPPP sẽ đấu với lại người thắng của team vừa rồi là C9. Chúng ta không nên biết. Personal psychology. No. Có ghi không tên. Đấy, tên đầy đủ là Bebe bắn bóng. Đẹp. Bebe là gì thì tôi không biết. Bebe bắn bóng. Đấy. Một cái team khá là dư tính và có Miche. Miche là người đã thiết kế rất là nhiều cho giải đấu, thiết kế từ poster cho tới logo cho tới banner nhiều lắm. Nếu như mà không có Miche thì chắc là giải đấu sẽ không hề xảy ra. Chúng ta hãy dành một phút để mà cảm ơn Miche Owon. Đây mà. Phu còn sao gửi lại kìa. Ok. Cái team mình vẫn còn thiếu một người chưa vô ta. Xây chiến còn thiếu một người. Hả? Phu vô chiến. À vô. À Phu đang coi từ stream nè. Tại vì nói chung là Phu mạng cũng hơi yếu á. Phu sợ nó nhưng mà Phu vô bạc tây thì dễ làm cho mọi người bị disconnect cho nên cũng không dám vô. Cô cũng cần tiêu rồi. Bữa này không hiểu sao mạng của FPT nó hơi chập chờn xíu. Cô đã lấy dùng cái mà VNPT nó tốt hơn rồi cũng vậy. Hả? VNPT á hả? Ôi hồi trước là cô dùng VNPT á dởm lắm. Sao Điêu đang dùng bình thường ấy? Ừ, ta mất lần tên là VNPT. Phường khác nhau nên phải chạy chắc cho phường khác nhau nữa. Ừ. Thực sự là đối với Điêu, nhà Điêu ấy, nhưng cái FPT là giỏm, nhưng VNPT là tốt. Không hiểu sao? Đúng. Vậy thì nói chung là nó là cơ sở hạ tầng thôi. Ví dụ như là chỗ nhà của Defend là VNPT nó đầu tư, nó kéo dây cáp. Cho nên nếu như mà xài VNPT nó sẽ tốt hơn. Cũng tùy vô cơ sở hạ tầng. Các khu thử coi xem cái này là tốt. Nói chung là giờ trước tiên là mình vô dán đi. Mình nói chuyện hơi lịch đề đó. Ok. Thì hiện tại là hết người đã đông đủ rồi đó. Rồi Phu cũng đã bóc hâm và mod đầu tiên sẽ là Rainmaker. Liquid. Đúng chưa? Đúng hết chưa? Bo là Bravo. Rồi đúng rồi. Ủa? BB Taro là... Ây chết chết chết. BB Taro là Bravo. Còn xe chiến bên kia. Rồi ok. Ok không có... Mọi người có 80 phút để mà chuẩn bị. Ồ 80 giây chứ quên.
Let me show you the world. Let me show you the world. Ê, buổi stream giả này còn có ca sĩ biểu diễn nè. Vậy không có echo, đây là điều mà nó có chỉ là mã hơn nè. Còn 30 giây cuối để chuẩn bị. Giây. Team BPP có vẻ chưa có ready hết tay. Action. Let's go. Rainmaker. Để coi team nào sẽ là team mà cầm cá đầu tiên. Sợi chiến đã bắt đầu chuẩn bị mở cá. Bom rồi. Hiện tại thì phòng thủ thì chỉ có vẻ như là chỉ có Mick là phòng thủ, bởi vì Mick cầm cái bồn cầu. Còn ba người của bên team PPP còn lại là đều là súng, súng đi chiến đấu. Thôi chết kìa. Ôi trời. Nhanh vậy. Ủa. Trời ơi. Quay lắc rồi. Tôi mới bắt đầu qua lắc rồi. Nhưng mà đã kết thúc trận rồi. Còn lâu. This happens so fast from team team. Được rồi. Có vẻ như cũng một phần do team Sai Chiến đã đấu mọi trận trước đó, cho nên Sai Chiến đã khởi động rất là tốt. Thì đấy là bị thua, bị chưa đáp ứng được nhanh vậy. Thì anh ngờ mới phát xỉ hơn một cái là xong trận rồi. Chưa kịp bình luận gì hết không? Thôi sao, cũng có hy vọng. Thì là do chưa đã ứng kịp thôi. Ok. Tới mốt tiếp theo. Làm please. Làm list là mốt đòi hỏi tiên ngược nhiều nhất. Vậy lần này là team quật của team nào nó sẽ nổi trội hơn? Trận vừa rồi kết thúc nhanh quá, cũng hơi lo
vậy mọi chuyện có thể kết thúc trong vòng 3 gián hay không? Hay là liệu team BP sẽ cố gắng đột phá để mà mình tới được gián thứ 4, thứ 5? Sao? Còn BP thì đánh được. Tương lai vẫn còn mờ mờ. Hai mươi giây cuối cùng để mà đổi vũ khí. Vạn sự nằm ở kế hoạch. Quá trời heo châm ngôn. Cho đến khi gặp phải cái bản đồ giả. Ôi trời ơi, hot gà quá, nó sập mẹ rồi. À, chắc cũng có, nhưng mà cho dù không có thì mình cũng sẽ cho tạm dừng trận đấu tại vì không có người quan sát. Yeah, giăng hết rồi. Tạo lại room đi. À, cá sùa 5555. Chiến lược với kế hoạch thì cũng giống nhau thôi. Nghe nó ngầu cool hơn phải không? Nghe nó edgy hơn. Bây giờ nói chuyện đến giờ cũng khát nước quá. Bây giờ bên đó là mấy giờ rồi? Sáng à? Vậy là cái lúc mà hồi chiều full kia gọi xa là lúc đó là mới tầm cỡ 6-7 giờ hay sao? 6-7 giờ sáng. À, 7 giờ sáng. Ủa? 2-3 giờ sáng mà sao bây giờ lại là 11 giờ sáng ta? Nhớ lúc đó mình set up cũng hơn tiếng rưỡi. May sao cuối cùng cũng set up được cái screen. Ban đầu là giải còn định tính là sẽ không có screen mà chỉ có ghi hình lại thôi. Nhưng mà thôi cũng cố gắng để mà có cái live stream cho mọi người coi. Mới ra, mới nhớ ra việc là Dio đã từng stream mà. Còn còn thiếu một người team C9. À mà nói trước là mai Dio có thể không rảnh á. Thử tìm trước người stream đi. Dio thì á. Ngày mai Dio không rảnh giờ này được. Ủa, vậy ngày mai Sakura cũng có rảnh giờ này không? Ngày mai đấu tiếp à? Cũng giờ giống hôm nay nha, giờ Việt Nam giống hôm nay, tầm 7 giờ thì mình cứ lên mình test thử, test ok rồi 8 giờ mình lại bắt đầu. Cái gì rank hay sao vậy?
Rồi, đủ hết bộ rồi. Let's do it. Đúng rồi, làm kiss. No, family friendly. Clam cạch quả đào. Clam quả đào đúng rồi. Sẽ kiến bò hả? Bê bò, bê đúng rồi. Let's do it. Do it. Ủa vậy là Sa cũng có record rồi ha. Chắc có. Maybe. Chờ đâu. Let's go. Chơi bóng rổ ha mọi người ơi. This basketball town. Còn bom gần đó là một loạt tư thai khu vườn vui lắm. Từ từ thôi đợi có thể vẫn trở ra các bạn sắp sau tháng nữa chưa biết được tình hình nào dần tương thế. Sơn cũng khá là 50-50. Team xây kiến đã có bóng. Em phải lít giờ làm gì đây? Nhưng mà bật hơi xa. Mày hot bấm vô chỗ bấm cho mọi người coi cái bóng này. Ủa? BB có bóng. À xây kiến là vàng, BB là sang dương. Trời ơi. Vì em bỏ chân của ai bởi chân của này. BB đã có bóng nhưng mà vẫn chưa mà nó được lớn. Đây những cái đường ra bản đồ này không hay. Đó hơi nhiều. À một hướng quá. Thật khó hơn. Cái này bên kia là có cái cờ nữa. Mấy người kia muốn ghép bản này lắm. Hình như là xây chính đang sơn nhiều hơn. Dương BB đang bị ép khá là nhiều. Tiếp theo, từ ban đầu vốn là không đấu lại nổi với bọn hai bờ, nên không bỏ bằng hai người nên là khó hơn. Nên mình đánh bọn đội năm ba chín thắng, ta có sẽ đã lại nhiều. Oh,
Bên đây đang lấy lại thế cân bằng. Thì ở trong một trận đấu clan thì cũng vai trò của backline cũng khó ra cũng ít lắm, cho nên thông thường khi mà đấu clan thì sẽ cũng sẽ không có dùng những cái vũ khí như là sniper với lại blackling xấu lắm. Nói chung là những vũ khí nào mà chậm chậm biết chậm chậm thì sẽ khó trong một clan clip. Cũng chưa có ai đưa bóng vô được. Sẽ chính là người mở nửa đầu tiên. Tỷ số đã nguyên về 27-100 rồi. Trừ khi BB là một cú cầm mắt như chó ở sân tư. BTO đã chơi mẹ. Mày mẹ một thôi sân tư. Có vẻ thì là mình sẽ không lại dưới về điện. Ông là chạp. Nhưng mà đấy là lập lần rồi thì rất là khó. Thế nhưng mà không đá hòa đến tấn công thì trận đấu đã kết thúc với phần thắng nghiêng về xe chính. Là trận cuối cùng của hôm nay và có thể sẽ là một trận comeback. Đúng rồi, chụp quả mấy gì mấy thằng hả? Mấy thằng hả? Ok, trận cuối luôn.
Ây da, ăn ngay 10 đuổi hả? Nãy giờ spin chắc cũng được 2 tiếng rưỡi rồi ha. Ừ. À, gần 2 tiếng hơi cua rồi. Thì mình bắt đầu lúc cỡ tầm cỡ 8 giờ, 8 giờ mình test cái mình. À kiểu mà Dio mới reset lại nên bây giờ chỉ còn lại đến 13 phút rồi. Vậy hả? Hay là khi thì có một spin được không sao? Bạn phát hiện ra sao stream của Dio chưa có được xe vậy? Tim Phu. Ủa? Không, lộn. Nói chung là hồi cái giải đấu Platoon 2 lúc trước là Phu tham gia, lúc đó chưa có xe chiến này. Xe chiến là chỉ mới ra sau đó. Đúng rồi. Thì tới mình Tim Phu là từ hồi giải Platoon 2. No. Oh no. Thôi ok. Nói chơi ta giải Platoon 2 cũng vui. Cái mục tiêu sẽ chiến là đa số phụ thuộc vào cái tầm sẵn hơn này. Ba con loài con bắt loài. Ủa? Tại vì nói chung là tích qua là nó cũng không có nhất thiết là phải không có cần phải đi kêu nhiều, chủ yếu là sơ càng nhiều càng tốt. Và mấy cây mà midline center này kia là nó sẽ sơ nhiều hơn. Đúng. Hiểu, nhưng mà cái điều là xe bấm bởi cua vẫn thẳng nào chúng ta đi săn thôi, nhưng mà những cái bản đồ ta coi là khi tui khóc camera vẫn hạnh sơn cái mắm từ dưới lên mà từ trên xuống rồi ta coi từ trên xuống ấy ta coi. Hiện tại là xe chiến đang chiếm giữ center. Oh, double kill. Đâu double kill. Double kill không phải. Mây mạng. Mạng đồ mạng. Vẫn còn một bên teaser. Cái tiêu được rồi. Cái này gì quá. Còn cái chiến thuật cũ của xe chính là Nipper căng giữ center. Còn những người khác thì sẽ cố gắng đi lên trên đằng trước để mà quấy nhiễu địch. Như Phu gọi, còn cái Smash Bros cái này gọi là đi bình thường game. Oh, BBB đây cố gắng được rồi. Còn 10 giây, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ngủ thôi. Thắng thôi, ừ, được không? Có thể. Ai thắng, ai thắng? Ủa? Không được rồi. Team BB đã cố gắng lực. Thôi, 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 thô
Yeah. Thôi, bây giờ vui. Vậy mà cũng đã kết thúc gián đấu cuối cùng trong ngày. Lấy phần thắng nguyên về xe chính. Vậy là kết VP, hình dẫn VP sẽ vươn lên ở trong bảng đấu phụ. Vậy là chúng ta cũng đã xác định được là xe chiến sẽ góp mặt ở trong, cũng có thể gọi là chung kết của bảng Winner Bracket. Cảm ơn mọi người đã đến xem giải. Thank you for the games. And chúng tôi sẽ quay lại vào ngày mai. Bye bye mọi người. Chúc mọi người ngủ ngon.